Hồi hướng là tấm lòng của người hành thiện đối với vô lượng chúng sanh khác. Ta biết rằng ta có trong tay một món ăn thì ta phải sẵn lòng chia sẻ cho người khác, đó là vật thí và tài thí. Nhưng mà ta biết rằng ta đang có một công đức lớn và có vô lượng chúng sanh đang hướng về ta để cầu công đức. Họ muốn lắm nhưng mà không có điều kiện để làm. Họ đang chầu trực để họ chờ mình nhắc tới họ. Khi mình nghĩ tới họ, mình phát đại bi tâm, bèn hồi hướng đến vô lượng chúng sanh, không phân biệt biên giới, thì công đức đó chẳng thể nghĩ bàn. Các vị có biết không? Có biết bao người trong chúng ta khi sống làm nghiệp này, nghiệp kia, nặng thì đi địa ngục, bàng sanh, súc sanh, còn có người sanh làm A-tu-la, ngạ quỷ. Ngạ quỷ có hai trường hợp. Loại ngạ quỷ không thể nhận được phước hồi hướng, dù có hồi hướng cỡ nào đi nữa, cũng phải sống cho hết tuổi thọ để trả nghiệp. Loại ngạ quỷ có thể nhận được đồ cúng hoặc phước hồi hướng, rất là tội nghiệp khi chết mà bị lọt vô đây. Trong kinh nói có những kẻ hàng ngàn năm, hàng triệu năm, lang thang khắp đầu gành cuối bể, cứ thấy nước là nhào tới thì nước khô queo, còn không thì nó thành lửa cháy dần dần giống như cái suối dầu lửa, hoặc là nó thành nguyên một dòng suối máu mủ với nước vàng tanh tưởi, nước cống đen ngòm tanh rình mà suốt hàng ngàn năm như vậy. Đó chỉ riêng với ngạ quỷ thôi, còn trong mắt người ta thì dòng nước nó vẫn cuồn cuộn lăn tăn bình thường. Cho nên chỉ cần nghe ở đâu mà động dao, động thớt, có mùi nhang khói tụng niệm hồi hướng là nó mừng lắm, nó nhào tới. Cho nên người ta đâu có biết, họ chỉ hồi hướng cho thân nhân gia đình. Cho nên nhớ tốt nhất là hồi hướng cho vô lượng chúng sanh, vì chúng sanh nào cũng đáng thương và khó mà tìm ra được một chúng sanh nào chưa từng là thân quyến của mình. Tất thảy trong đời này đều nằm trong hai hạng người, dễ thương và đáng thương. Người thiện, người hạnh phúc thì nó nằm trong nhóm dễ thương, người ác, người khổ thì trong nhóm đáng thương, chứ trong đời này không có ai để mình ghét. Trong vô lượng vũ trụ, thánh hiền, nam nữ, đực cái, trống mái đều nằm trong hai hạng người này. Đây là lý do tại sao mà chúng ta phải hồi hướng. Hôm nay chúng ta đối với người khác ra sao thì mai này, đời sau, kiếp khác cũng có kẻ hành động như vậy với ta. Lăn đùng ra chết, có lúc nhận được, có lúc không nhận được, nhưng mà có còn hơn không? Chứ còn lúc nào mình cũng ba tôi, mẹ tôi, ông bà tôi mà mình quên vô lượng chúng sanh khác thì tội nghiệp lắm quý vị. Sư Giác Nguyên chép lại bài giảng của sư.